Hello các bác và anh em nhé. Thông báo các bác thì bên em mới về thêm được một lô đẩy Etuvidu LA400 cộng và LA800 cộng. Nói về cái dòng đẩy mạch NA này thì nó luôn luôn là một trong những dòng đẩy có thể nói là hot nhất thị trường các bác nhé. Từ trước tới giờ, không riêng ở một thời điểm nào. Những cái dòng đẩy mạch NA này thì đã có rất nhiều các kênh bán và nó được khẳng định là một dòng đẩy cực kỳ là chất lượng, là bền bỉ, đấy, gọi là trâu bò, là khỏe, công suất cho ra khỏe, chất âm hay. Chính vì thế mà dòng đẩy mạch LA này thì cũng chưa bao giờ hết hot các bác nhé. Đấy, ở bất cứ thời điểm nào có cái dòng đẩy mạch LA, nhất là những cái dòng MOF hoặc Etuvidu và DK Ranking, ba dòng này thì luôn luôn song hành và được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đấy, mặc dù như con LA400 cộng này nó chỉ sử dụng sò chính là 16 sò thôi, nhưng mà anh em có thể quải tới hai cặp loa full 2 năm, một cặp loa full 40, một cặp 30 thì dư sức rồi. Đấy, tổng số lượng lần này là bên em về là được hơn chục cục, trong đó thì chủ yếu là LA400 cộng và LA800 cộng thì được có 4 cục. Đấy, qua này lên đường cho anh em là hai cục rồi, với lại một cục hôm trước kia nữa. Hiện tại là chỉ còn có 3 cục LA800 cộng thôi. Đẩy mạch NA tức là được thiết kế theo kiểu mạch NA và công nghệ là công nghệ của USA. Đấy, đây là một cái dòng đẩy được thiết kế công nghệ độc quyền của USA với nhé. Đấy, chính vì thế mà các bác xem những cái dòng MOF hoặc DK Ranking, Etuvidu hoặc RKP, tất cả thì nó đều chung một cái nội thất như vậy thôi, nó chỉ khác tên thôi. Đấy. Về cái dòng Etuvidu thì các bác xem là mẫu mã thì nó làm rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta xem trong các mẫu đẩy MOF DK thì Etuvidu thường cho ra cái mẫu là đẹp nhất. Đấy. Chúng ta nhìn cái mặt đằng trước của nó, nhìn nó rất sáng sủa này, nhìn nó sắc nét, nhìn nó sang trọng, nó không như là cái dòng DK thì nó chỉ nào cái thường là cái mặt đằng trước là mặt sắt màu đen đen kít đúng không ạ, nó không có các cái đường viền đường chỉ như cái dòng này. Etuvidu này thì các bác xem cái mặt của nó thì rất là ấn tượng, ở đây họ thiết kế cái mặt đường viền xung quanh nó là bằng là màu xanh lam, ở giữa là màu trắng. Đấy. Chúng ta nhìn nó mốt đúng không ạ? Ở đây thì tất cả mặt đằng trước của nó đều là cái dạng mặt phay nhôm các bác nhá, kể cả cái đường viền này này là mặt phay nhôm đấy. Cái lô LA400 cộng với LA800 cộng Doãn Hưng lần này về thì rất đẹp, độ mới khá cao và tất cả mọi thứ thì đều trong tình trạng là bao zin xịn các bác nhá. Con này thì các bác quá quen rồi đúng không ạ? Nên không còn xa lạ gì. Bất cứ anh em nào mà đã từng tìm hiểu về âm thanh thì thường đều biết về cái dòng mạch LA. Dòng này thì các bác dùng thì nó sẽ rất bền bỉ. Tức là nó nói chung là được mệnh danh là gọi là đẩy trâu bò đấy, là vừa khỏe vừa bền. Kể cả là có trục trặc hỏng hóc gì thì cũng dễ sửa quá nhá, nó không phải như những cái dòng đẩy mạch vịt dán. Những cái dòng này thì các bác chơi súp chơi full đều hay. Với dòng mạch NA thì tiếng bát của nó bao giờ nó cũng có độ mềm mượt, tiếng bát nó dày và chắc tiếng, khác với những cái dòng đẩy nguồn xung hoặc là một số các cái dòng đẩy mạch đời cao khác. Dòng này thì LA400 này thì các bác sử dụng cho karaoke gia đình thì cũng rất hợp lý. Đấy. Các bác có thể dùng một đôi full 30 dư sức. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng thêm kẹp thêm một đôi loa lời nữa vẫn ok. Đấy. Bác nào mà chỉ cần dùng một cặp full 30 hoặc cặp full 40 thì các bác có thể chơi con LA400 cộng này. Đấy. Còn LA800 cộng này thì bao cho anh em đánh là hai đôi full 30 thì dư sức rồi. Đúng không ạ? Đánh được cả full 40 và full 30 luôn, tức là một cặp 40 kẹp với một cặp 30.
Con NA800 cộng này thì nó quải được cả hai quả súp đơn 50 các bác nhá. Từ I2Q 100 đánh rất ok. Thì các bác nhìn này, cái con LA800 cộng này thì dàn tụ nó như dàn pháo, lên tới 20 tụ. Đấy, rất chất lượng. Sò thì ở đây nó là sò chính của nó là 28 sò. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 hay 7 4 2 8 ở đây mình sò đấy. 8 sò này. Ở đây lý do mà nó không làm được cái con trẻ sứ này là vì ở đây nó có cả một cái dàn sò bù áp. Vì thế mà người ta đã phải đưa cái con trở 5 vạch màu vào đây để cho nó không bị vướng. Với cái dòng đẩy mạch NA này thì cục nguồn lúc nào cũng là khủng bố, là vô địch. Đấy. Các bác thì chắc ít bắt gặp được những cái dòng đẩy nào mà nó có cái cục nguồn nó khủng như là dòng mạch NA. Đấy. Đặc biệt là những cái con MUF cũng vậy, cũng như chúng ta nhìn cũng rất là vĩ đại. Đấy. Nhìn rất đã đời. Hình thức mặt mũi của nó khá là đẹp. Đấy, với đẩy bãi như thế này là đẹp rồi các bác nhá, gần như này cũng không để lại các vết han gì. Cái dòng Estovidu này thì đã được cái mặt mũi của nó nhìn rất đẹp, khác với này cái dòng DK đăng kinh với MUF. MUF thì này là màu trắng đồng bộ, DK đăng kinh thì này màu đen mặt sắt. Thằng này nó có đường chỉ đường viền nhìn rất sang. Giá thành thì thông báo các bác thì bên em thì luôn báo giá rẻ nhất thị trường anh em nhé. Với những cái dòng mạch NA này các bác tham khảo trên thị trường thì không hề rẻ, vì mạch NA nó luôn là những cái dòng đẩy thương hiệu. Đấy. Anh em lưu ý mạch LA ở đây là LA dòng Estuidu, dòng MUF, dòng DK hoặc RKB, đấy mới là những cái dòng mạch LA chuẩn anh em nhé. Còn các cái dòng mạch NA nhái fake thì chúng ta không tính, vì cái dòng đẩy mạch NA này nó rất là nổi tiếng. Đấy, nó rất là thương hiệu, cho nên là có nhiều hãng đã là họ đã thiết kế theo kiểu nhái đặt tên. Đấy. Riêng LA này thì có rất nhiều hãng người ta nhái, kể cả là những cái dòng mới chính hãng người ta cũng dựa theo cái công nghệ này để nó có tăng cái độ hot để dễ bán hàng. Mọi thứ là đều bao zin bao xịn. Đấy. Và Tuấn Hưng sẽ báo giá cái dòng đẩy LA400 cộng, giá của nó là 3.800.000 các bác nhé, giá tại cửa hàng. Còn cái dòng LA800 cộng kia thì giá sẽ là 5.300.000. Đấy, như vậy thì cái dòng 800 cộng này thì bên em đang bán rẻ hơn thị trường là tới gần 1 triệu các bác nhé. Còn LA400 cộng này thì trên thị trường người ta bán 400 thường đã tầm khoảng 4 triệu rồi, hơn 4 triệu. Thế nên em bán cái dòng 400 cộng này mà giá chỉ có 3.800.000. Một mức giá quá tốt để anh em lựa chọn về cái dòng đẩy này. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại này. Anh em có thể nhắn tin Zalo, Doãn Hưng sẽ tư vấn gửi hình gửi ảnh. Ở đây thì số lượng bên em lại không có nhiều đâu. Đợt vừa rồi thì bên em có rất nhiều các cái mẫu đẩy về. Hiện tại bên em đang còn cái mẫu đẩy Hau HA700, tức là 700W một kênh. Trước mắt các bác thì em đang để tạm mấy con ở đây. 700W một kênh mà giá cũng rất hợp lý, chỉ có 4 triệu mốt thôi. Đấy, các bác nào mà muốn những cái dòng đẩy mà công suất là lớn hơn, như hơn cái con LA400 cộng này mà giá nó cũng êm, thì các bác liên hệ nhé. Còn LA400 cộng này thì giá lại 3.800.000 thôi. Đấy. Nói chung là giá thì các bác đều có thể tham khảo ở trên thị trường, đúng không ạ? Các kênh, rất nhiều kênh người ta cũng đều bán. Chúng ta thời buổi này chúng ta tìm hiểu một cái món hàng nào đấy thì nó rất dễ đâu. Đấy, mà Doãn Hưng đã khẳng định là bán rẻ hơn, thì các bác tìm hiểu là các bác biết được này giá bên em bán như thế nào. Rồi, các bác có nhu cầu liên hệ cho bên em nhé. Hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác. Do đây là kênh mới, đang còn ít người đăng ký, ít lượt theo dõi. Các bác có thể đăng ký kênh, chia sẻ kênh để luôn nhận được các video tiếp theo. Các bác xem video thấy hữu ích thì chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nhé. Hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác.